Thưa quý vị, những ngày qua trên địa bàn Hà Tĩnh liên tục xảy ra các vụ tai nạn giao thông, trong đó có những vụ đặc biệt nghiêm trọng. Có những cung đường như quốc lộ 1 đoạn từ Cẩm Xuyên vào đến thị xã Kỳ Anh đã trở thành nỗi ám ảnh. Thực trạng này cần được nhìn nhận như thế nào? Mời quý vị cùng theo dõi những phân tích sau. Ngày 7 tháng 6 trên quốc lộ 1 đoạn qua xã Kỳ Giang, huyện Kỳ Anh, ô tô tải mang biển kiểm soát ngoại tỉnh khi đang lưu thông theo hướng Nam Bắc thì bị mất lái, lao vào vệ đường, lật đè lên người đàn ông điều khiển xe máy, khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Ngày 8 tháng 6, cũng trên tuyến quốc lộ 1, đoạn qua địa bàn xã Cẩm Thịnh, huyện Cẩm Xuyên, xe tải biển kiểm soát 38C-18065 lưu hành theo hướng Nam Bắc đã bị xe ô tô từ phía sau tông mạnh, đẩy sang phía bên kia đường, đối đầu với xe đầu kéo. Vụ tai nạn liên hoàn khiến 3 người tử vong tại chỗ. Ngày 9 tháng 6, tại km 590+400 trên quốc lộ 1, đoạn qua thôn Quý Huệ, xã Kỳ Nam, thị xã Kỳ Anh, lại xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe ô tô và xe máy, khiến một người chết, 3 người bị thương. Trên đây chỉ là 3 trong số 5 vụ tai nạn xảy ra liên tiếp trong khoảng thời gian 1 tuần trên quốc lộ 1 từ Cẩm Xuyên vào đến thị xã Kỳ Anh, làm 5 người chết, 4 người bị thương. Một con số đầy ám ảnh trên một cung đường chưa đầy 50 km. Theo thống kê của Ban An toàn Giao thông tỉnh, từ đầu năm 2024 cho đến hết tháng 5, toàn tỉnh đã xảy ra 187 vụ tai nạn giao thông, làm 83 người chết, 139 người bị thương. Số người chết, số người bị thương và số vụ tai nạn đều tăng cao so với cùng kỳ năm trước. Nhiều cung đường đã thực sự là nỗi ám ảnh, như trên tuyến quốc lộ 1 đã xảy ra 58 vụ tai nạn, làm chết 60 người, nghĩa là cứ 3 ngày lại có một người chết vì tai nạn giao thông. Đánh giá nguyên nhân dẫn đến các vụ tai nạn giao thông chủ yếu là ý thức chấp hành pháp luật của an toàn giao thông của một bộ phận người dân để có thời điểm còn hạn chế, chiếm khoảng 78% các vụ tai nạn giao thông xảy ra. Vi phạm thường gặp các lỗi như vi phạm tốc độ, nồng độ cồn, không thiếu chú ý quan sát. Xin được nhắc lại, từ đầu năm 2024 cho đến hết tháng 5, số vụ tai nạn giao thông trên địa bàn Hà Tĩnh tăng 36%, số người bị thương tăng 70% và số người tử vong tăng 5%. Thống kê này là chưa bao gồm các vụ tai nạn xảy ra liên tiếp trong nửa đầu tháng 6. Phía sau những con số ám ảnh đó cho thấy điều gì? Bất cập hạ tầng an toàn giao thông được xem là một trong những nguyên nhân dẫn đến nhiều vụ tai nạn. Trên địa bàn Hà Tĩnh, các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ đều chạy qua khu dân cư với vô số nhánh rẽ. Theo đó sẽ có rất nhiều điểm giao cắt không được lắp đặt gờ giảm tốc, biển cảnh báo, đèn tín hiệu. Thậm chí ngay cả những vị trí xung yếu nhạy cảm về giao thông, hệ thống an toàn cũng không hẳn đã đồng bộ. Như tại km 532+50 trên quốc lộ 1, đoạn qua xã Cẩm Thịnh. Sau khi xảy ra vụ tai nạn làm chết 3 người, cơ quan chức năng mới phát hiện biển báo đi chậm, biển báo sang đường còn thiếu, cây cối xung quanh hạn chế tầm quan sát. Hoặc tại ngã tư giao nhau giữa quốc lộ 15B với đường tỉnh 547, còn gọi là ngã tư Hộ Độ, huyện Lộc Hà. Dù đèn tín hiệu đã được lắp đặt, nhưng sự chập chờn trong quá trình vận hành đã không thể cảnh báo người tham gia giao thông trong rất nhiều thời điểm. Địa phương đã kiến nghị nhiều lần, ví dụ như các cái hạ tầng như điện chiếu sáng, với các cái biển báo, cái tín hiệu, cái gờ giảm tốc. Nhưng mà cái việc này thì các cấp cũng chưa được thực sự quan tâm, cho nên đã ảnh hưởng đến an toàn giao thông và tính mạng, đặc biệt là gây cái lo lắng trong nhân dân. Hạ tầng an toàn giao thông bất cập là một thực tế khách quan, nhưng vẫn còn một sự bất cập ngay trong chính sự chủ quan của mỗi người. Đó là ý thức tuân thủ pháp luật khi tham gia giao thông. Người gây ra vụ tai nạn trong clip này là một ví dụ. Kết quả kiểm tra của Công an thị xã Hồng Lĩnh cho thấy tài xế đã vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,043mg trên 1 lít khí thở. Hoặc trong vụ tai nạn thảm khốc làm chết 3 người ở xã Cẩm Thịnh, nếu tài xế xe ô tô 29H88960 tuân thủ khoảng cách an toàn theo quy định, thì rất khó xảy ra cú đâm mạnh từ phía sau dẫn đến tai nạn liên hoàn. Điều khiển phương tiện thì phải giữ khoảng cách an toàn đối với xe chạy kê lên trước để đảm bảo an toàn. Thì đấy là một trong những cái hành vi mà thường dễ xảy ra tai nạn. Là khi tham gia giao thông trên đường thì đề nghị là
các phương lái xe là phải chú ý, một, làm chủ tốc độ, hai, khoảng cách an toàn để có thời gian là phán đoán và xử lý các cái trường hợp đột xuất đối với các phương tiện. Không tuân thủ khoảng cách an toàn, chạy quá tốc độ, sử dụng rượu bia khi lái xe. Rất nhiều những lỗi vi phạm cho thấy sự yếu kém về ý thức chấp hành pháp luật an toàn giao thông. Tuyên truyền giáo dục dĩ nhiên phải là giải pháp xuyên suốt, thế nhưng để sự tuân thủ đi vào khuôn khổ sẽ phải cần đến những biện pháp mang tính răn đe cao. Chỉ tính riêng tháng 5 năm 2024, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã lập biên bản xử lý 5.665 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, phạt tiền 11.240.620.000 đồng, tạm giữ 1.414 mô tô, 72 ô tô, tước 1.192 giấy phép lái xe. Những con số cho thấy sự vi phạm là rất phổ biến, đòi hỏi một tinh thần kiên quyết trong đấu tranh, ngăn chặn của lực lượng chức năng. Theo chức năng, công an phải tăng cường cái hiệu quả tham mưu cho cấp ủy chính quyền, các cấp, để triển khai hiệu quả các văn bản chỉ đạo của cấp trên. Nhóm thứ hai là công tác tuyên truyền, phải thực sự thực chất đến tận người dân. Cái nhóm giải pháp thứ ba là tăng cường công tác tuần tra kiểm soát. Các cơ quan chức năng thực hiện theo ba lớp. Một là tuyến xã. Tuyến xã là tên địa bàn của đường xã. Hai là đường huyện. Ba là đường quốc lộ, tỉnh lộ, khép kín địa bàn. Và xác định tuần tra kiểm soát xử lý với mục đích để gắn với tuyên truyền giáo dục. Không phải ngẫu nhiên mà trong 2 năm liên tục là năm 2023 và 2024, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia đã lựa chọn chủ đề cho năm an toàn giao thông là thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông. Muốn thượng tôn pháp luật thì không thể kêu gọi một cách chung chung mà phải có các biện pháp quản lý, giám sát, cưỡng chế. Cùng với đó là phải xây dựng một môi trường giao thông an toàn đồng bộ để mỗi người khi ra đường không thể và không dám vi phạm các quy định của pháp luật liên quan đến giao thông. Để kiềm chế và kéo giảm tai nạn giao thông cần sự vào cuộc kịp thời của cả hệ thống chính trị, triển khai thực hiện nghiêm túc các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trong đó nâng cao chất lượng và khắc phục kịp thời kết cấu hạ tầng an toàn giao thông. Công tác tuần tra xử lý vi phạm không ngoại lệ, không có vùng cấm, tăng cường đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật đến tới tất cả các đối tượng tham gia giao thông. Thưa quý vị, thời điểm này các đơn vị địa phương đang rà soát số liệu để hoàn chỉnh báo cáo sơ kết an toàn giao thông 6 tháng đầu năm. Việc thống kê con số, phân tích thực trạng là không khó, nhưng đề xuất giải pháp và thực thi giải pháp kéo giảm tai nạn giao thông trong thời gian tiếp theo mới là điều khó. Trách nhiệm này không chỉ và không thể đặt riêng lên vai các cơ quan chức năng mà phải gắn liền với mỗi thành viên trong xã hội, để khi ra đường ai cũng phải mặc định lái xe bằng cả trái tim.